Chào, mình là Thầy Trang và mình vừa mới kết thúc một cái kỳ nghỉ rất là dài, kỳ nghỉ Giáng sinh và nghỉ Tết dính ở với nhau từ ngày 18 tháng 12 đến tận ngày 10 tháng 1. Và hôm nay là ngày 12 tháng 1, mình bắt đầu buổi sống vừa quay cái video này, bắt đầu quay trở lại nguồn công việc. Thì mình biết là sang năm mới tất cả mọi người đều sẽ thấy là kiểu muốn đặt ra mục tiêu, đặt ra kế hoạch cho năm mới, goals, rồi là mình sẽ chăm chỉ hơn, mình sẽ productive hơn, hoặc làm việc hiệu quả hơn, kiếm nhiều tiền hơn, tận hưởng cuộc sống tốt hơn, kiểu kiểu như vậy. Và mình biết là đấy là một cái nguồn năng lượng của năm mới rất là tích cực. Thế nhưng mà mình biết là cũng sẽ có một vài bạn cảm thấy hơi áp lực bởi cái nguồn năng lượng đấy từ mọi người, từ YouTube, từ Insta, của tất cả mọi người đặt ra goals ấy. Thì mình sẽ cảm thấy là ui, sao mọi người hăng thế nhở, mình vẫn đang nằm trên giường và mình vẫn đang ăn uống và tận hưởng những cái ngày nghỉ của mình. Thế nhưng mà không sao cả, các bạn yên tâm, mình cũng thế, và mình sẽ giúp các bạn tiến vào năm mới một cách tràn đầy năng lượng. Thì mình sẽ dẫn mọi người theo mình suốt cả một tuần để xem là mình làm việc như thế nào, mình học hành như thế nào, mình quản lý thời gian, quản lý công việc, sắp xếp mọi thứ như thế nào, để vừa là một sinh viên ngành truyền thông online toàn thời gian và vừa là một YouTuber có thể tự nuôi sống bản thân bằng nguồn thu nhập từ YouTube. Ok, bắt đầu thôi. Oh, it's so good to be free. Your rules don't apply to me, no. I blow away all the pressure to measure up to what don't mean a thing. Oh, it's so good to be free, yeah. No slave to society, no. Ok, đầu tiên thì mình sẽ cho mọi người xem cái plan tuần này của mình. Đây là plan tuần này của mình, như mọi người đang nhìn thấy. Mình dùng, đây là cái app Notion. Mình dùng app này để sắp xếp cuộc đời mình luôn ý. Tức là tất cả mọi thứ, từ làm việc đến học hành, đến tiền bạc, đến tất cả mọi thứ mình đều sắp xếp vào trong cái Notion này. Mình rất là thích cái này. Thì đây là cái weekly planner của mình. Như mọi người thấy ở cái cột bên này ấy, sẽ có weekly planner này, daily plan này, college budget này, workspace, personal home journal. Đấy là tất cả những cái gì mà mình đang có hiện tại. Mình cũng mới dùng cái này thôi, tầm khoảng một tháng trở lại đây thì mình bắt đầu dùng Notion và mình kiểu thích nó kinh khủng luôn ý. Ok, thì bắt đầu vào weekly planner. Đầu tiên trong weekly planner của mình thì mình có một cái câu quotes để mỗi khi mình mở lên mình sẽ đọc cái câu quotes này và mình sẽ có động lực để làm những cái công việc khó khăn dài lòng ngoằng mình liệt kê ở dưới này. Đó, tiếp theo là cái weekly goal của mình. Mỗi chủ nhật hàng tuần thì mình sẽ ngồi và mình ghi các đầu công việc ra, tuần sau mình có những deadline gì, cần phải hoàn thành những cái gì, ghi hết ra đây. Và sau đó mình sẽ sắp xếp những cái này vào những từng ngày trong tuần phù hợp với những cái deadline. Ví dụ như kiểu thứ ba mình có deadline của một bài blog, thế nên là thứ hai mình đã phải viết xong bài blog rồi. Đó, kiểu như vậy. Cái hay của cái app Notion này ấy là mọi người có thể dùng nó trên ở cả máy tính này, cả điện thoại, cả iPad, cả trình duyệt web cũng dùng được luôn. Thế nên là mình có thể dùng mọi lúc mọi nơi á. Và tất cả những thứ mà mọi người đang nhìn thấy ở trên màn hình này mình đều có thể thay đổi theo ý mình. Ví dụ như kiểu là cái cover này mình cũng có thể chọn ảnh khác để thay vào này. Rồi cái icon ở đây mình cũng có thể đổi thành icon khác. Rồi là phông chữ. Nói chung là những cái này mình có thể toàn quyền quyết định là cái planner của mình sẽ trông như thế nào. Đây, các bạn có thể mở một cái trang hoàn toàn trắng ra như thế này và bắt đầu tạo cái planner của mình. Thế nhưng mà mình biết là không phải là ai cũng có thời gian và kiểu đủ kiên nhẫn để ngồi làm tất cả mọi thứ từ một trang giấy trắng như thế này. Thế nên là những cái này ấy cũng không phải là do mình làm đâu, mình đều dùng template của Notion. Template ở đây này. Đấy, mọi người ấn vào đây và mọi người chọn template. Ở đây thì có rất là nhiều cho mọi người lựa chọn ý. Quick notes, personal home, task list. Ví dụ như cái reading list này mình thấy cũng rất là hay, cho những bạn mà hay đọc sách và muốn track xem là mình đọc cuốn nào, đến đâu rồi, bao giờ cần phải tiếp tục. Còn nếu như mà những cái template ở đây, rất nhiều template này vẫn chưa đủ cho mọi người, mọi người có thể ấn vào cái browser more templates này và nó sẽ chuyển mọi người sang cái trình duyệt web. Xong rồi mọi người sẽ search ở đây. Ví dụ như kiểu mình muốn quản lý tài chính tiền bạc của mình chẳng hạn, mình sẽ ghi là budget vào đây. Xong nó sẽ có rất là nhiều những cái template ở trên mạng cho mọi người lựa chọn. College budget này, cho sinh viên này. Đấy, là nó đã làm sẵn cho mình hết rồi. Xong nếu mọi người muốn cái này, mọi người chỉ ấn vào duplicate là nó sẽ chuyển cái này đây. Duplicate college budget to Trang's Notion. Làm nó sẽ chuyển sang cái Notion của mình, là mình sẽ có cái template này để sử dụng luôn. Đó. Và mình có thể thay đổi, ví dụ mình add cover vào. Ít chà.
đấy, change thành những cái mà mình muốn. Rồi là cái icon này mình cũng có thể đổi nó thành này chẳng hạn. Đó. Xong rồi mình custom nó theo cái ý thích của mình ấy. Thế nên là mình thấy rất là hay, rất là tiện khi mà mình có những cái template sẵn như thế. Vì kiểu nhiều khi công việc còn chất đống ở kia, mình ngồi mình kiểu tạo từng thứ một thì nó cũng rất là sốt ruột ấy. Đấy. Ok, thì đó là cái weekly planner của mình muốn giới thiệu cho mọi người như thế. Thì đây là công việc của ngày thứ ba. Mọi người thấy là công việc ngày thứ ba nó nhiều hơn của những ngày khác bởi vì là hôm nay là thứ ba nên mình biết là mình có những cái việc vặt gì mình sẽ điền thêm ở dưới này. Còn những cái việc này chỉ là những công việc chính thôi. Mọi người thấy là mình luôn luôn giữ những cái công việc bắt buộc phải xong trong ngày là tầm 3 việc thôi bởi vì mình biết là mình không có nhiều thời gian để làm hơn như thế. Nếu mà mình đã hoàn thành xong 3 việc đấy rồi thì mình mới tiếp tục sang những cái công việc vặt của mình. Cái này gọi là biết tự lượng sức mình ấy, bởi vì mình biết là nếu mà mình ra một cái list công việc dài ngoằng như thế này thì mình nhìn vào mình đã thấy nản rồi và mình không biết là việc gì quan trọng, việc gì đang cấp thiết, và mình sẽ kiểu làm cái này xong không làm cái kia, xong rồi là đến cuối ngày mình sẽ luôn luôn cảm thấy là mình chưa check được hết những cái box đấy và mình chưa hoàn thành công việc và mình thất vọng với bản thân. Thế nên là không việc gì mà phải làm một cái list quá dài cả. Mỗi ngày chọn ra 3 đến 4 cái, tối đa là 5 cái quan trọng nhất để bắt buộc phải hoàn thành, và ở dưới là những cái công việc lặt vặt mà mình kiểu ok làm được không làm cũng được. Đấy thì mình sẽ check được hết. Ok, nói nhiều các mình phải bắt đầu làm việc đây. Mình có một cái house arbeit kiểu essay ấy, phải nộp vào cuối tuần này. Và đây thì mình đang ngồi bắt đầu viết. Thật ra các bạn ở lớp hình như mọi người viết hết xong hết rồi sao ấy, nhưng mà bây giờ mình bắt đầu nên mình phải nhanh lên một chút. Đây cho mọi người xem. Đây thì mình cũng dùng Notion để plan cái kế hoạch viết bài của mình. Thì vào workspace nha. Xong rồi là trong này thì mình có một bên là cái công việc freelance của mình làm video các thứ, và một bên là công việc học hành. Thì ở đây vào thesis planning, mọi người có thể thấy là mình đã viết hết ra là kiểu bao giờ research opening này, rồi là đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, rồi conclusion các thứ. Đã plan hết ra rồi. Và ngày nào viết cái gì mình cũng plan ở đây. Và status của nó là đã xong rồi hay là đang viết hay là upcoming. Bên này, đây là notes, mình có thể viết notes vào đây. Và những cái nguồn mình kiếm được mình sẽ lưu hết lại đây, để mình tránh bị thất lạc và không tìm lại được mình đã đọc cái đó ở đâu ấy. Đấy, để mình còn ghi nguồn vào bài nữa. Thế thì rất là tiện. Thì sau khi mình đã plan hết ra rồi, mình biết là ngày nào phải làm cái gì, nếu mà làm kịp thì đến cuối tuần mình sẽ có bài để nộp thôi. Mặc dù là đến nước đến đít rồi nhưng mà mình vẫn kiểu cảm thấy yên tâm hơn, cảm thấy an toàn hơn và không bị kiểu panic là chết rồi, mọi người làm xong hết rồi mình vẫn chưa làm cái gì, bây giờ phải làm thế nào. Xong rồi mình kiểu hoảng loạn là mình không làm được ấy. Thì đây mình viết hết ra và mình biết được là status của nó là kiểu trạng thái của nó như thế nào rồi. Mình tự tin hơn rất là nhiều và mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Ok, bye bye, tiếp thôi. 'Cause I get so tối thì mình phải chạy ra ngoài để mua vài gói mì bởi vì là tuần này nhìn chung khá là bận, thế nên là hôm nào mà không có thời gian nấu ấy thì sẽ có mì để ăn tiếp sức. Weiter Tag. Ê mọi người, bây giờ là sáng
thứ tư 10 giờ sáng và mình với chị Chuối vừa mới ăn sáng xong. Khá là muộn bởi vì là bên này mùa đông nắng nó lên 9 giờ nó mới lên ý. Thế nên là cảm giác nếu như mà dậy từ lúc 7, 8 giờ thì trời vẫn còn tối, không mình không dậy được, không biết tại sao. Thế nên là mình dậy hơi muộn một chút. Bây giờ sẽ lấy đồ uống xong rồi lại bắt đầu ngồi vào làm việc thôi. Wow, hôm qua tuyết trắng trời luôn nhưng mà hôm nay trời nắng cực kỳ đẹp. Rất là trong. Quay lại với cả cái góc quen thuộc này, bây giờ mình sẽ check Notion đầu ngày xem là ngày hôm nay mình có những công việc gì trước mắt nhé. Hôm nay là mình quay video, thế nên là mình sẽ check cái phần workspace đầu tiên. Bởi vì video nào ấy thì mình cũng quay khá là spontane, không kiểu là có cái gì quay cái đấy, hoặc là cái gì bất ngờ xảy ra thì mình cũng quay lại ấy. Thế nhưng mà nó vẫn phải có một cái khung cố định cho cái video đó và những cái nội dung cần phải quay và những cái cảnh cần phải quay, nếu không thì nó sẽ không thành một cái video nó hợp lý được ấy. Đấy, thế nên là mình sẽ phải vào cái phần video project tracker của mình này. Và video hiện tại mình đang quay là video Notion nên mình sẽ ấn vào open. Thì trong này mình đã ghi tất cả những cái nội dung mà cần phải quay rồi. Thứ 3 quay gì, thứ 4 quay gì, thứ 5 quay gì là đã hiện ra ở đây hết rồi. Và hôm qua đây như mọi người thấy là mình cũng đã check được một vài cảnh quay rồi này. Xong rồi những cảnh quay nào mà chưa quay thì mình sẽ quay lại vào một cái lúc nào đó thì mình biết ấy. Chứ không đến lúc mà dở ra cảnh này thiếu cảnh kia đủ rất là kinh khủng. Thì ngày hôm nay phải quay những cái này. Ok, sau khi mà xem xong rồi thì mình sẽ sang phần weekly planner. Ở bên này là mình có những cái công việc này và mình sẽ nhìn qua một lượt. Nếu hôm nào mà quá bận đến mức mà kiểu mình phải sắp xếp ra thành những cái từng giờ, từng khung giờ cố định, từ giờ này đến giờ này phải làm xong cái này, từ giờ kia đến giờ kia phải làm xong cái kia ấy, thì mình sẽ sang phần daily plan và mình xếp những cái việc đó vào cái khung giờ của nó như thế này. Đấy là cho những hôm cực kỳ bận và phải chia giờ một cách chi tiết ra. Còn không thì mình chỉ nhìn cái weekly planner của mình và mình làm việc thôi. Buổi sáng trước khi mà mình bắt đầu học hành và làm công việc cá nhân của mình thì mình sẽ check cái phần working. Phần working này là mình share với cả trợ lý của mình. Thì đây là những cái công việc về tất cả mọi thứ liên quan đến mạng xã hội của mình, Instagram, Facebook, YouTube, liên hệ nhãn hàng, làm những cái gì thì mình với cả trợ lý của mình sẽ làm việc với nhau ở trên này. Và mình check xem là ngày hôm nay mình phải làm thêm những cái gì nữa, ví dụ như kiểu ở đây mình có 3 cái interview đang chờ này, mình phải trả lời interview thì mình xem là ngày hôm nay mình có thể cho nó được vào trong lịch của mình không, hay là mình xếp nó vào đâu. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu làm công việc riêng của mình. Kiểu nếu như mọi người ngồi xong rồi lúc này mọi người nhận được một cái mail, xong rồi lúc sau mọi người nhận được một cái mail, xong mọi người lại quay sang trả lời thì nó sẽ rất là mất thời gian. Nên là cái tips để làm việc hiệu quả đấy là dính những cái việc nó giống nhau vào với nhau thành một cục và làm một phát xong luôn đó. Thế nên là bây giờ mình sẽ ngồi read mail, xử lý công việc và tí nữa gặp lại mọi người. Tầm 12 giờ mình xong việc thì bạn mình sang làm bài tập nhóm với mình và bọn mình ngồi học đến tầm 2-3 giờ chiều. Xong việc thì xong rồi mình bắt đầu ăn trưa. Irgendwann später. Hello mọi người, mình vừa mới đưa bạn mình ra bến xe bus để nó đi về xong. Và bây giờ đã là 5 giờ 47 phút chiều rồi. Đã hết ngày rồi, trời tối đen như mực và mình mới hoàn thành được có 2 việc thôi. Mình mới tích được 2 việc thôi. À đây, để quay lại màn hình cho mọi người xem. Vì kiểu dậy cũng khá muộn, xong rồi thử lấy công việc xong rồi bạn mình đến là 12 giờ trưa, bắt đầu làm đến tầm 2 giờ chiều, ăn đến 4 giờ chiều. Xong bây giờ là 5 giờ gần 6 giờ chiều. Nó kiểu một ngày thôi, vèo phát là hết ấy. Và mình còn một đống việc cần phải làm. Bây giờ mình sẽ phải ngồi làm poster, template và video phải xong trong ngày hôm nay này. House Arbeit cũng phải viết tiếp trong ngày hôm nay để cho nó xong đi. Tại vì thứ 7 cũng phải nộp. Một cái deadline thứ 6, một cái deadline thứ 7. Còn hai môn thì mình phải xem video để mình còn thi cuối kỳ. edit trước video này nữa. Tại vì nếu không thì đến cuối tuần như mình đã nói ấy, nó sẽ dồn lại một đống video và mình sẽ không thể nào xong được. Đây cũng là một cái deadline rất lớn của mình. Thế nên là bây giờ mình sẽ trở mắt một lúc tầm một tiếng để lấy sức. Xong rồi mình sẽ dậy và làm hết đống này. Ok, đi ngủ thôi. Cho mọi người xem kỹ năng tháo lens chuyên nghiệp của mình. I'll find the surface shortly. I won't let it take a hold of me. Thế là mọi người, mình vừa mới ngủ dậy và mọi người biết gì không? Mình ngủ đến tận 8 rưỡi. Từ 6 giờ đến 8 rưỡi luôn.
Nhưng mà không sao cả. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu vào việc mình kiểu rất cần giấc ngủ đấy. Nhưng mà chắc là kiểu cũng hơi vội rồi. Thế nên là mình sẽ phải viết lại cái lịch của mình cho nó cẩn thận từng giờ một làm gì. Nếu không thì đến tận sáng mai mình không làm xong hết đống việc này. Ok, mình sẽ copy tất cả những cái công việc mà mình chưa làm xong đây và cho nó sang phần daily plan của mình, xếp đúng vào các khung giờ đó. Sau khi mà đã xếp xong vào như thế này rồi thì mình sẽ biết được là từ giờ nào đến giờ nào mình làm gì, và mục tiêu của mình là đến 5 giờ sáng là mình sẽ xong việc. Ok, bắt đầu thôi. Bây giờ việc đầu tiên là mình sẽ làm poster, làm template và làm video cho bài tập nhóm. Thì mình lại tiếp tục làm template các thứ ở trên Canva. Như kiểu mình đã nói từ trước là nếu mà chúng mình gắn những cái việc mà nó giống nhau làm cùng một lượt luôn thì nó sẽ nhanh hơn, bởi vì là não mình nó đang xuôi theo cái dòng suy nghĩ này rồi ấy. Thì mình cứ làm tiếp thôi, mình không cần phải kiểu bắt đầu lại một cái mới rồi lại bắt đầu quay trở lại cái này. Đó, thì nên là mình sẽ làm hết tất cả template, story, Instagram, các thứ các kiểu cho cái bài tập nhóm của bọn mình ở trên Canva xong hết luôn. Xong mình chuyển sang làm Hausarbeit của mình, viết bài. Và đến cuối mình sẽ mệt rồi, mình sẽ không kiểu sản xuất ra được một cái gì mới nữa. Thì lúc đấy là tầm 3 giờ sáng mình sẽ bắt đầu ngồi xem video bài giảng của thầy cô. Đó, thì kế hoạch là như thế. Mọi người, bây giờ là 12 giờ rồi, 12:07, sang ngày mới rồi mà mình vẫn chưa làm xong template với cả video của mình. Chắc là mình sẽ cần thêm một tiếng nữa để hoàn thành cái này, xong rồi mới bắt đầu viết bài được. Sau một hồi vật lộn thì mình đã xong cái template và poster và video quảng cáo của mình rồi. Bây giờ cũng khá là muộn rồi, bây giờ là 1:30 rồi. Mọi thứ thường lâu hơn là mình nghĩ, mất thời gian hơn là mình nghĩ. Bây giờ thì mình sẽ ăn đêm, tại vì trưa nay mình ăn canh kimchi, thế nên là vẫn còn thừa rất là nhiều đồ ngon để nấu mì tối nay. Bây giờ là 2 giờ rồi và mình sẽ bắt đầu viết bài. Vô trong Notion để xem là hôm nay sẽ viết những phần nào. Đấy, kiểu mình có cái Notion này nó rất là tiện luôn ý. Nó là một cái hệ thống như kiểu là một cái bộ não thứ hai của mình ý. Tại vì mỗi một ngày mở mắt dậy là sẽ có một khối lượng thông tin khổng lồ kiểu được nhét nhồi nhét vào đầu mình. Thế nên là cần phải có bộ não thứ hai mọi người ạ. Lúc đầu thì mình đao cái này về mình cũng không dùng ngay đâu, tại mình thấy là nó trống trơn à. Nhưng mà đến lúc mà mình bắt đầu đao template ở trên mạng về rồi mình bắt đầu viết cái của mình vào, dần dần nó vào guồng ấy, thì bây giờ cái này dùng rất là thích luôn. Mọi người nhìn cái mi này, nó nằm như một cái ổ bánh mì ấy. Morgan, ganz sicher. Good morning mọi người. Hôm qua thì không phải hôm qua mà sáng nay 5:30 mình viết bài xong. Thì mình nghĩ là mình cần phải đi ngủ một chút trước khi mà mình 8:30 mình vào học. Thế nên là mình đã đi ngủ một chút và bây giờ mình sẽ vào lớp Zoom để học. Những cái link của lớp Zoom ấy mình đã từng nói trong video trước rồi, mình cũng organize nó ở trong cái Notion này luôn. Mình sẽ vào phần workspace xong rồi là vào course schedule
và chọn cái lớp đó, chọn cái link của lớp đó mình đã để sẵn ở đây rồi. Mình liệt kê tất cả link ra học vào lúc nào, học thầy cô nào, password là gì, tất cả đều có ở một chỗ ấy. Thế nên là sát giờ mình vào mình cũng kiểu ok, bởi vì là mình biết tất cả mọi thứ ở đâu, mình không phải đi lục lại tất cả email để xem là thầy cô gửi link vào lúc nào, vào mail nào các thứ. Course schedule này thì nó cũng là một cái template của Notion luôn, thế nên là rất là tiện, mọi người có thể download về và dùng. Eine Ewigkeit später. Hôm nay thì mình bận túi bụi cả ngày ấy, thế nên là mình không có thời gian mà check in lại với mọi người để quay là hôm nay làm gì làm gì làm gì, kiểu không có một chút là thời gian nào mà hở ra luôn ý. Thì bây giờ là cuối ngày rồi, bây giờ là 2 giờ sáng. Mình sẽ chuẩn bị đi ngủ. Và trước khi đi ngủ mình muốn check in với mọi người để xem là hôm nay mình đã làm được những cái gì. Mình sẽ vô cái phần weekly planner. Thì ở trong này ngày thứ 5 mình đã share blog by draft và nộp bài rồi. Thế là mình đã xong một cái deadline của tuần này. House Arbeit mình cũng đã viết rồi, mình gần xong rồi. Xong rồi là đến video for Zoom mà mình cần phải ngồi xem ấy, nhưng mà mình chưa có thời gian để ngồi xem. Thế nên là mình chưa check được. Thì như mọi người thấy là tuần này mọi cái mình đều hoàn thành khá là ok. Mình cảm thấy hoàn thành những cái việc này và đầu óc mình nó không rối tung lên, mà mình chỉ cần kiểu tập trung vào để làm việc thôi ấy. Nhờ một phần rất lớn là nhờ vào cái Notion này. Nó kiểu organize cuộc đời mình. À, mình sẽ lên cái phần weekly goal để check xem là tuần này mình đã đạt được những cái goal nào rồi. Thì đầu tiên là cái blog mà mình đã xong lần này. Xong rồi train scout mình cũng xong rồi, cái này là bài tập nhóm. Cũng không yêu bưng mình cũng xong rồi, thì là chỉ còn mỗi house arbeit và xem video nữa thôi. Nếu mà kiểu trước khi đi ngủ mình có nhiều thời gian và mình cảm thấy thoải mái thì mình sẽ check phần personal home để có động lực để làm việc tiếp vào ngày mai. Bây giờ mình sẽ đi ngủ thì ngày mai còn dậy sớm. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai nhé. Hello mọi người, chào buổi sáng. Hôm nay là thứ 6 và bây giờ là 9 giờ. Mình vừa mới ngủ dậy. Chị Chuối đang học bài này kia rồi, chị Chuối đang có lớp. Thế nên là mọi người sẽ nghe thấy tiếng thầy của chị Chuối nói. Thì bây giờ mình sẽ trang điểm bởi vì hôm nay mình có bài thuyết trình. Là kiểu cái bài thuyết trình này bọn mình đã chuẩn bị một tuần nay rồi. Trong tuần này mình làm cái bài thuyết trình này và hôm nay sẽ là ngày bọn mình trình bày kết quả. Kiểu cảm giác trong cái đợt lockdown này, Đức đang lockdown rất kinh khủng, nghĩa là mọi người không đi ra khỏi nhà nữa đấy. Thì mình lúc nào cũng mặc đồ ngủ với cái trông xấu xí ấy. Nên là cái buổi thuyết trình hôm nay nó như kiểu là một cái event đối với mình. Nên là mình sẽ trang điểm xinh xắn một chút. Ja. Hello mọi người, mình vừa mới duyệt thuyết trình với nhóm mình xong và mọi thứ đã ok rồi. Tí nữa tầm 4 giờ chiều thì mình sẽ có bài thuyết trình và thế là mình sẽ thể khép lại cái môn này một cách hoàn hảo. Tuần này thì hôm nay cũng đã là thứ 6 rồi ấy, thế nên là cũng đã gần hết tuần rồi. Mặc dù là thứ 7 chủ nhật mình vẫn còn rất là nhiều bài tập, nhiều thứ phải làm. Thế nhưng mà về cơ bản thì là một tuần này đã trôi qua rất là đúng kế hoạch. Như mọi người có thể thấy trên cái Notion của mình, mình vừa mới xem lại một lượt tất cả những cái cảnh quay của tuần này và mình thấy là tuần này mình đã xác lập cái kỷ lục ngồi ở đây cả tuần. Mọi người không biết mọi người hình dung ra không, nhưng đây là cái đầu giường của mình, tức là đây là bàn học nhá. Bình thường thì sẽ ngồi ở chỗ này, chỗ chị Chuối đang ngồi đây là một người học ngồi học bình thường. Còn mình thì mình ngồi ở trên cái đầu giường này. Mình thức dậy xong rồi là mình sẽ quay sang đây để học. Xong rồi mình ngồi đây cả ngày luôn, định ngồi y ở đây cả một ngày, xong rồi đến 2-3 giờ sáng mình sẽ lại nằm xuống đây để ngủ. Xong hôm sau mình lại ngồi dậy, xong mình lại quay sang đây. Kiểu cả một tuần này nó là như thế. Nhưng mà mình cảm thấy là mặc dù bận thế nhưng mà cái tâm lý của mình nó khá là thoải mái, nó không bị khó chịu, nó không bị gọi là gì áp lực quá, bởi vì là mình đã sắp xếp công việc và mình có thể lúc nào mình có thể nhìn được một cái tổng quan là làm đến đâu rồi, làm những cái gì tiếp theo, nó không bị rối trong đầu và
không bị kiểu như là lúc nào cũng nghĩ là ôi dồi ôi còn nhiều việc lắm, mưa ơi chết rồi, bởi vì là mình nhìn được rõ là nhiều lắm là có những việc gì ấy đó. Thì phải cảm ơn, rất 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 là cảm ơn cái app Notion mà mình đã tìm ra và mình đã sắp xếp cuộc đời mình ở trên đấy. Hình như là gần này mình cũng đã cho mọi người xem dần dần hết tất cả các mục ở trong Notion của mình rồi. Còn một cái mục nữa mình chưa nói đến, đấy là mục Journal. Đây, nó như kiểu là một cái nhật ký ấy. Thì mình không phải là đứa hay viết nhật ký, thế nhưng mà thỉnh thoảng kiểu mình tự nhiên mình nhìn thấy một cái câu hay là một cái gì đó thú vị thì mình sẽ lưu lại đây. Để lúc nào mình rảnh mình mở ra đọc thì mình sẽ cảm thấy vui vẻ hơn kiểu thế. Thì ở đây mình có tìm được một cái list ở trên mạng kiểu things to do. Kiểu khi mà mình có thời gian rảnh ấy thì nó có một cái list rất là dài như thế này, những cái việc có thể làm mình sẽ để ở đây cho mọi người, để kiểu như là khi nào mình rảnh và mình cảm thấy là không biết làm gì thì mình có thể chọn một vài cái trong này để làm. Mình thấy nó rất là hay. Mình ghi trong journal của mình những cái vớ vẩn như thế. Ở dưới phần mô tả mình sẽ để link cộng với cả những cái link template mà mình tìm được ở trên mạng. Mình thì không tự tạo template bởi vì là mình không có thời gian ý. Mọi người nếu bận quá cũng có thể tải những cái template mà của những creator đã tạo ra, rất là đẹp và rất là aesthetic luôn. Mọi người có thể xuống đấy tải về và dùng thẳng luôn, không cần phải tự tạo cái gì hết. Đấy, rất là hay. Mọi người nhớ tải mấy cái đấy về nhá. Đó, thì đấy là một cái gợi ý của mình cho việc mà các bạn sử dụng Notion như thế nào. Mình rất rất là thích cái app này, thế nên là mình hy vọng nó sẽ mang lại cho mọi người một cái động lực để kiểu sắp xếp cuộc đời mình để làm việc hiệu quả hơn. Đấy. Ok, thôi nói nhiều quá, mình đi ăn trưa đây, xong một tí nữa còn phải thuyết trình nữa. Ok, tí gặp lại nha. Thứ sáu cuối tuần thì mình muốn ăn cái gì đó ngon ngon một chút, thế nhưng mà không có thời gian nấu, thế nên là mình với cả chị Chu đã đi ra ngoài và mua mì về ăn. Ryan Little. Mình có thể đứng lên khỏi cái chỗ này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra làm tiramisu để ăn mừng cho tuần này mọi thứ đã hoàn thành xong. Giờ mình vẫn còn cái video này chưa edit xong nữa. Mình sẽ edit video chắc là hết cả đêm nay, xong rồi sáng mai dậy sớm làm nốt và đăng lên cho mọi người xem. Đó, đấy là kế hoạch của mình. Nhưng mà về căn bản thì như thế, tuần này như thế là quá thành công rồi, rất rực rỡ rồi. Tại vì mình đã hoàn thành được kha khá những cái deadline của mình và mọi thứ đều rất là ổn. Ok, làm bánh thôi. Chú ấy nữa làm em không? Có. Lấy cho em 5 quả trứng. Nhiều thế. Ôi, không đủ trứng. Còn có 3 quả thôi. 3 quả hả? Thế giờ sao? Không đủ. Em xin hàng xóm, chị em xin hàng xóm. Chìa khóa nào. Ôi trời. Ok, đã mượn được trứng rồi, bây giờ chúng mình sẽ đun một nồi nước lên để pha cà phê. Trong lúc đấy thì mình sẽ đập trứng. Lấy lòng đỏ thôi nha. Lấy đường cát mịn đổ vào. Thế thì nước sôi rồi mình sẽ pha cà phê và cacao. Bình thường thì mọi người chỉ pha cà phê thôi, nhưng mà tại vì mình làm cái tiramisu này kiểu ăn kiểu Kinder tiramisu ấy, nó không có nhiều cà phê và nó cũng không có rượu. Thế nên là mình thích cacao mình cho vào thôi. Thích thôi. Ừ. Tất cả nhá. Tất cả nhá. Béo mầm. Oh my god. Cái này là vanilla extract. Mình sẽ uống rồi. Rồi mình sẽ đánh nó lên với nhau. Cái này là schlagsahne. Mình sẽ đổ vào trong này. Hai cái. Ok, thì đó là một tuần cực kỳ productive và bận rộn của mình.
Hy vọng là mọi người đã thích cái video tuần này. Mặc dù cái video này mình chỉ có ngồi đây học và dạy ăn xong lại ngồi đây học thôi. Thế nhưng mà nó là một tuần cực kỳ thực tế và mình đã cố gắng hết sức để quay lại cho mọi người xem là mình học tập như thế nào, mình sắp xếp mọi thứ, công việc, thời gian ra làm sao để mình có thể vừa học tập mà vừa làm việc. Và mình cũng hy vọng là mọi người có thể dùng những cái tips của mình để áp dụng vào công việc học tập và làm việc của mọi người. Và nhớ tải Notion, nhớ dùng thử Notion nhá, cực kỳ đáng luôn ấy. Ở dưới mình sẽ để link và cả template cho mọi người đào về nữa. Ok, hẹn gặp lại mọi người tuần sau. Bye bye, chúc một tuần vui vẻ.